Sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, tháng chạp năm Ất Dậu năm 1225, Lý Chiêu Hoàng đã xuống chiếu để nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh. Trần Cảnh chính là ông vua mở đầu cho vương triều nhà Trần, nhưng hậu thế lại không gọi ông là Trần Thái Tổ, bởi vì đây là sự sắp đặt của ba người có quyền lực của họ Trần, đó là Trần Thừa, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung. Việc Trần Cảnh lên làm vua lấy hiệu là Thái Tông thì theo lẽ cha của Trần Cảnh là Trần Thừa, dù chưa làm vua giây phút nào, vẫn được tôn lên làm Thái Thượng Hoàng để trông coi việc nước. Thực tế lúc đó Trần Cảnh còn quá nhỏ nên Trần Thừa mới chính là người nắm giữ quyền lực thực tế của hoàng đế. Ông mất năm Giáp Ngọ 1234, hưởng dương 51 tuổi. Sau khi ông mất 12 năm, ông đã được nhà Trần truy tôn làm Thái Tổ, tức Trần Thái Tổ.